Chào các bạn, trăng dâu Tây đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước, còn ở Việt Nam ta thì phải đến sau nửa đêm nay. Hiện tượng nguyệt thực nửa tối kết hợp với pha trăng tròn. Người dân tại châu Á, châu Úc và châu Phi sẽ quan sát được cả đầy đủ sự kiện thiên văn 2 trong 1 này, nhưng ở khu vực Bắc Mỹ sẽ chỉ chiêm ngưỡng được trăng dâu Tây màu đỏ. Nguyệt thực trăng dâu Tây đầy đủ sẽ bắt đầu vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6, đạt cực đại vào 2 giờ 24 phút theo giờ Việt Nam. Pha nửa tối kết thúc vào lúc 4 giờ 4 phút sáng sớm ngày mai. Trong thời gian này, người xem có thể quan sát mặt trăng bị che mờ, tối đi rồi có màu đỏ, hồng khi đi vào phần bóng của trái đất. Ở Việt Nam, nửa đêm nay, bầu trời nhiều khu vực như Bắc Bộ, Nam Bộ có nhiều mây, cho nên sẽ hơi khó quan sát nguyệt thực. Đêm nay cũng là lần thứ 2 trong tổng số 3 lần nguyệt thực sẽ diễn ra vào năm 2020. Theo lịch thiên văn, nguyệt thực lần cuối cùng năm nay sẽ rơi vào ngày 30 tháng 11. Gọi là trăng dâu Tây bởi vì đây là thời điểm mà dâu mùa hè bắt đầu chín. Pha trăng tròn vào tháng 6, đôi khi còn được gọi là trăng hoa hồng hay trăng nóng. Tất cả những cái tên này đều do các bộ tộc thổ dân châu Mỹ và người định cư đến sinh sống ở châu lục này đặt ra ở thời điểm mà người dân cần dùng đến các pha trăng tròn để theo dõi sự phát triển của cây trồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến đây và chúc các bạn một buổi ngắm nguyệt thực vui vẻ. Không giống như là nhật thực, các bạn có thể ngắm nguyệt thực bằng mắt thường mà không sợ hại mắt.